Chào các em. Các em làm tiếp đề của Liên trường Nghệ An nhé. Đấy, các em tiếp câu 40 này. Đó, có đồ thị. Đấy, giá trị của biểu thức. Thì hai cái tích phân đầu này có thể đổi biến nhá, đổi biến. Còn tích phân sau này thì các em có thể tính luôn được. Đặt t bằng 2x trừ 1 này. Suy ra dx sẽ bằng dt trên 2. Thế và v bằng 3 trừ 2x. Suy ra dx sẽ bằng trừ dv trên 2. Đấy, lúc này sẽ có t bằng tích phân thay trừ 1 vào. Thay trừ 1 vào thì sẽ là trừ 3. Thay 1 vào thì là dương 1 này. Đây sẽ là 1 phần 2. Đấy, 1 phần 2 của ft dt trừ 1 phần 2 tích phân từ thế 1 vào thì đây là 1, thế 2 vào thì là trừ 1. Của fvdv. Và cộng với cộng fx cộng 1 cận từ 0 đến 2. Đó. Thế thì ở đây sẽ là trừ 1 là trừ 3. Thế 1. Một là 1. Thế 1 vào dương 1. Trừ 1. Đây sẽ là cộng đúng không? Tại vì kia nó là dấu trừ kìa. Thế thì đây phải là dấu cộng này. Thế thì nó sẽ là 1 phần 2. Cái này nối cận này. Sẽ thành trừ 3 đến 1 của
FXDX. Cái FTDT, FVDV này đổi hết thành FXDX nhé. Đây sẽ cộng với F3 trừ trừ F1 này. Thế thì xem lại đồ thị này. Thế thì tích phân từ trừ 3 đến đến 1 chính là cái phần diện tích này, được chưa? Đấy, phần diện tích gạch chéo này. Đấy, nhưng có điều là nó mang dấu âm nhá. Còn đây là diện tích. Đấy, diện tích thì bằng 6, còn tích phân này nó sẽ bằng trừ 6. Trừ 6 chia 2 sẽ bằng trừ 3. Cộng với cả F3. F3 thì bằng 3. Đó, cộng 3 trừ F1. F1 thì bằng 2. Trừ 2 thì đi sẽ bằng trừ 2. Đó, đáp số sẽ là B nhé. Đáp án B. 40B. Chuyển 41. Bao nhiêu cặp số nguyên x y thỏa mãn? Cơ số 4 chuyển sang vế trái, cơ số 3 dồn sang vế phải nhé. Thế thì hiệu hay loga chuyển thành loga một thương luôn đi, sẽ được loga cơ số 4 của x bình cộng 4y bình trên y này. Cộng 24 bé hơn hoặc bằng loga cơ số 3 của loga tách ra nhá, tách ra thành thành 1 cộng cái kia chia thì sẽ là được 1 này cộng 16y trên x bình cộng 4y bình. Đấy, và cộng 3 phần 2, đúng không? Đấy, cộng 3 phần 2. Một. Thế thì có là y phải lớn hơn 0 này. Thì t sẽ bằng, đặt t bằng x bình cộng 4y bình. Phần y cũng lớn hơn 0 này. Suy ra loga cơ số 4 của t cộng 24. Trừ loga cơ số 3 của 1 cộng 16 phần t bé hơn hoặc bằng 3 phần 2. Nó đặt FT. FT bé hơn hoặc bằng 3 phần 2. F phẩy thì sẽ được 1 trên T cộng 24 len 4 trừ. Đạo hàm cái này là
trừ 16 phần t bình đúng không? Đó. Cho nên là sẽ thành cộng 16 phần t bình nhân 1 cộng 16 phần t len 3. Cái này lớn hơn không? F phải lớn không đúng không? Suy ra hàm F là đồng biến. Đồng biến. Thế bây giờ đi bấm máy xem. Và xem nghiệm T bằng mấy thì vế trái nó bằng 3 phần 2, được chưa? Kem dùng table. Dùng table nhập hàm F. Loga cơ số 4 của x cộng 24 trừ loga cơ số 3 của 1 cộng 16 chia x. 16 chia x trừ 3 phần 2. Đấy, trừ 1,5. Đấy, bắt đầu. Cho t chạy từ 0. Đấy, bắt đầu bằng 0. Đấy, đến 10. Bậc là 0,5 nhá. Đấy. Bậc 0,5 thôi. Cho nó 20 giá trị. Xem nghiệm đâu nè. Đây rồi, nghiệm. Nghiệm T bằng 8 nhé. Kem bấm máy sẽ được nghiệm T bằng 8. Suy ra FT luôn bé hơn hoặc bằng F8. F8 bằng 3 phần 2. Suy ra x bình cộng 4y bình phần y luôn bé hơn hoặc bằng 8. Cái này sẽ suy ra bình cộng 4y bình trừ 8y bé hơn bằng 0. Tương đương x bình cộng 2y trừ 2 tất cả bình luôn bé hơn bằng 4. Đó. Thế thì à x bằng 0 suy ra y sẽ y phải lớn hơn 0, y bằng 1 hoặc y bằng 2, y thuộc 1, 2. Tiếp là x sẽ bằng cộng trừ 1. X bằng cộng trừ 1 thì suy ra y bằng 1. 2
hai thì không được, đúng không? Hai thì không được, chỉ có thể y bằng một được thôi. Đấy. Tiếp đến x sẽ bằng cộng trừ 2. Đấy, cộng trừ 2. X bằng cộng trừ 2 thì y cũng bằng 1. Thế thì có 6 cặp, đúng không? 6 cặp. 6 cặp. Đó. Tổng là có 6 cặp. Đấy, 6 cặp đi. Đấy, đây 2. Đây 2. Kia 2. 6 cặp. 6 thôi. Đấy. 4 đáp án đây không có 6, chắc là in nhầm tí nhá. Đấy, các em có 6 cặp. Chuyển câu 42. Mặt cầu. Tiết diện 13π. Tiết diện là 13π. Thế thì đầu tiên là có S tọa độ là 1, 2, 3 này. Có R. R bằng 4 này. R bằng 4. Thế giả sử là SI vuông với P tại tại I này. Diện tích cái S bằng 13π bằng pi r bình, được chưa? Pi r bình suy ra r sẽ bằng căn 13. Tại y cái tiết diện nó như thế này. Đấy, S đây, y đây, đây là 4 này, đây là căn 13 này. Thế thì SI sẽ bằng căn 3. Đấy, SI bằng căn 3. Đó. Đấy, bây giờ sẽ khai thác cái AB thuộc P, đúng không? Hai điểm này thuộc mặt phẳng P. Thế tọa độ vào nhé. Thế tọa độ vào. Thế tọa độ vào thì sẽ được A cộng 2C cộng 3 bằng 0 và trừ A cộng 2B cộng 2C cộng 3 bằng 0. Thế thì suy ra cộng hai cái này lại. Cộng hai cái này lại là mất 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 a này. Hoặc là trừ đi, được chưa? Trừ đi. Trừ đi thì sẽ ra hai a
trừ 2b, 2a trừ 2b bằng 0. Đấy, còn nếu cộng lại thì sẽ được 2b cộng 4c cộng 6 bằng 0. Đó, thế thì sẽ suy ra A bằng B này. Đó, A bằng B. A bằng B. B lại bằng trừ 2C trừ 3. Đó. Đấy. Thế bây giờ sẽ tính khoảng cách từ từ S đến P nó bằng căn 3. Thế là giải ra sẽ được ABC đúng không? Đó. DS đến P này. Đấy, DS đến P thì sẽ bằng A cộng 2B cộng 3C cộng 3 chia cho A bình cộng B bình cộng C bình. Sẽ bằng căn 3. Suy ra ba ba b ba b ba b thì thành trừ 6c. Đấy, trừ 6c trừ 9 cộng trừ 6C này. Trừ 6C cộng 3C thì còn trừ 3C, được chưa? Trừ 3C. Trừ 3. Trừ 3 thành trừ 3. 3 nhân cái này là thành trừ 9 này. Trừ 9 cộng 3 là trừ 6. Trừ 6. Tất cả bình bằng bằng 3 nhân với cái này. 3 nhân với 2B bình. 2B bình nó bằng cái này. Hai b bình b bình là 4c bình này, 4c bình nhân 2 là 8, 8 cộng c bình là 9c bình này. B bình đây là 12c nhân 2 là 24 cộng 24c cộng 24C cộng 9 nhân 2 là cộng 18. Đó. Thế thì
Đây là rút 3 bình ra. Đấy, thì sẽ còn là C bình này. Đây là C cộng 2 thôi, được chưa? C cộng 2. C cộng 2 tất cả bình là 4C cộng 4. Rồi rút 3 ra thì đây chỉ còn là 3C bình cộng 8C. Đây là còn cộng 6. 2C bình cộng 4C cộng 2 bằng 0. Thế thì C cộng 1 tất cả bình bằng 0. C bình cộng 2C cộng 1. Thì rút ra C bằng âm 1, được chưa? Đấy, C bằng âm 1. Đấy, suy ra C bằng trừ 1. Đấy, trừ 1 thế thì đấy, lúc này P đây sẽ bằng trừ 5 này. À, trừ 1 thì đây là trừ 1 này. A bằng B bằng trừ 1. Trừ 1 trừ x trừ y, c cũng trừ 1 trừ z cộng 3 bằng 0. Đó. A, B, C đây, được chưa? Đó. Thế thì T sẽ bằng trừ 3 nhé. Đấy, A, B, C là toàn âm 1 hết, đúng không? Đó. Âm 1 hết. Trừ 3. Trừ 3 nó là C, được chưa? T trừ 3. Chuyển 43. Thầy Hà gửi 75 triệu. Lãi suất 6,5. Nhiều hơn 110. Thế thì sau 1 năm này đó, thế thì là vốn vốn cộng lãi, vốn cộng lãi sẽ bằng bao nhiêu? 75 à? 75 nhân với 1 cộng 0,065. 0,065. Đây, sau 1 năm. 0,065. Đó, cả vốn lẫn lãi đây, được chưa? Đấy, sau 1 năm. Đó. Và sau N năm nhé. Sau N năm thì vốn lẫn lãi sẽ bằng 75 nhân 1,065 mũ mũ n. Kép giải ra, giải ra sẽ tìm được n.
lớn hơn 110 đúng không? Suy ra 1,065 lớn hơn 110 phần 75. Tại vì đây phải lớn hơn 110 này. Đấy, lớn hơn 110 nha. Suy ra n sẽ lớn hơn loga 1,065 của 110 phần 75. Đấy, các em bấm máy. Loga này 1,065 này 110 chia 75 bằng 6,08. 6,08 suy ra n lớn hơn 6,08. Thế thì suy ra n phải bằng 7, được chưa? Thế thì phải sau 7 năm nhá. Thì lúc đó số tiền rút ra sẽ được hơn 110. Đáp án A. Chuyển 44. Hai điểm cực trị. Đấy, hai điểm cực trị thì đi, chết là các em phải đạo hàm đã. Đúng không? Đạo hàm. Y phẩy sẽ được x bình cộng 4x cộng m này. Trừ trừ x bình cộng 4x cộng m thế thì tương đương với m bằng x bình trừ 4x. Đấy, x bình trừ 4x x trừ 2 tất cả bình trừ 4. Thế thì suy ra m phải lớn hơn trừ 4, được chưa? Đó. Suy ra m lớn hơn trừ 4. Vẽ. Tại vì là x thuộc trừ 1 đến 8 thôi. X này. Trừ 1. Đấy. 2 này. 8 này. Đây là min là trừ 4 này. Trừ 4
trừ 1 thì trừ 1 thì bằng 5. Tám, sáu tư, sáu tư trừ ba hai, sáu tư trừ ba hai thì còn ba hai. Đó. Đấy, thế thì đây là bằng fx. Fx. Thế thì cắt hai lần, lớn hơn trừ 4 nhưng mà phải nhỏ hơn 5, được chưa? Đề bài bảo là m nguyên dương. Nguyên dương thì 1, m lớn bằng 1, bé hơn bằng 4. Trừ 1. Sáu tư. Ok. Đây nhá, m kẹp giữa 1 và 4, thế đi chỉ có 4 giá trị nguyên dương, được chưa? Đó. 4 giá trị, đó là đáp án A. Chuyển 4 5. Hai nghiệm phân biệt. X lớn hơn 0 này. T bằng logarit cơ số 3 của x đi. Suy ra T bình cộng 3MT cộng 2M bình cộng m trừ 1. Đấy, 3m trừ 2m đúng không? Đấy. Ở đây có 3m. Ở đây có trừ 2m thì còn m thôi. Đó, bằng 0. Bằng 0. Hai nghiệm phân biệt, thế thì hai nghiệm phân biệt. Hai nghiệm phân biệt. Thế thì delta này bằng 9m bình trừ 8m trừ 4ac trừ 4 trừ 4 cộng 4 bằng 8 m bình thiếu, viết viết thiếu bình phương nhé. Đấy, thiếu bình phương. Thế thì bằng m trừ 2 tất cả bình. Đấy, lớn hơn 0 tương đương với m phải khác 2, đúng không? Đấy, m khác 2. Thế thì
suy ra T1 sẽ bằng loga cơ số 3 của X1 sẽ bằng trừ 3M. À, xét trường hợp là M lớn hơn 2 đi. À, M lớn hơn 2. M lớn 2 thế thì trừ căn delta là trừ M cộng 2 trên 2. Bằng trừ 2M cộng 1 trừ B trừ căn delta. Trên 2. T2 loga cơ số 3 của X2 bằng trừ 3M cộng M trừ 2 phần 2 thì sẽ bằng trừ M trừ 1. Đấy, suy ra X1 sẽ bằng 3 mũ trừ 2M cộng 1. X2 sẽ bằng 3 mũ trừ M trừ 1. Thế thì sẽ suy ra X1 cộng X2 sẽ bằng 3 mũ trừ 2M cộng 1 cộng 3 mũ trừ M trừ 1. Đấy, đây đặt bằng FM. F phẩy. À, đi đạo hàm nhé. Yeah. À, đạo hàm để xét. À, F phẩy thì sẽ bằng trừ 2 nhân 3 mũ trừ 2M cộng 1 len 3 trừ 3 mũ trừ M trừ 1 len 3. Cái này bé hơn không? Bé hơn không? Thế thì kiểm tra xem nó bằng bằng 246 khi m bằng mấy, được chưa? À, suy ra FM nghịch biến này, nghịch biến mà nhỏ hơn xem. Đấy, lại dùng table nhé. Hãy nhập cho hàm fx bằng 3 mũ trừ 2x cộng 1 cộng 3 mũ trừ x trừ 1 trừ 246. 246. Bằng bắt đầu từ mấy đây?
À, nó phải là số số âm đúng không? Nó phải là số âm. Rồi, cho từ âm 10 đi. Trừ 10. Cho đến 0. Bậc là 0,5. Nghiệm đầu đây, nghiệm đây, trừ 2, bằng 246 khi m bằng trừ 2. Đó, m bằng trừ 2, thế thì suy ra m phải lớn hơn trừ 2 tại vì nó nghịch biến, được chưa? Nghịch biến, m phải lớn hơn trừ 2, lớn hơn trừ 2 thì lớn hơn 2 thỏa mãn rồi, được chưa? À, suy ra m lớn hơn 2, lớn hơn 2 thì bé hơn thì lớn hơn 2 thì từ 3 bỏ đi hai giá trị thì có 2022. 22022 giá trị. Được chưa? Đấy, từ 3. Bỏ 1 bỏ 2 đúng không? Đấy, bỏ 1 bỏ 2. À không, lấy đến 23 thôi. Thế chỉ có 21 thôi. Đấy, trường hợp này có 2021. Đấy, lấy từ 23 đúng không? Lấy từ 23, 2023 mới bỏ đi 1, bỏ đi 2 thế thì còn 2021 nhé. Đấy là trường hợp m lớn hơn 2. Chuyển trường hợp m nhỏ hơn 2. M bé hơn 2 này. Thế thì lúc này sẽ loga cơ số 3 của x1 trừ 3m
À. À, nó vẫn là hai cái này thôi được chưa? À, nó vẫn là hai cái này thôi. Ừ. Đấy, nó vẫn là hai cái này. Bé hơn 2. Đây. Bé hơn 2 lấy thêm được cái này nữa. Hai hai nghiệm nó vẫn thế này nhé. Đấy, sẽ lấy thêm. À, sẽ lấy thêm được là lớn hơn trừ 2 thì sẽ bắt đầu lấy từ trừ 1 này. Đấy. Bé hơn m. Và m bé hơn bằng 1. Thế thì được 3 giá trị đúng không? Đấy, 3 giá trị. Đấy, suy ra tổng 2021 cộng 3 này 2024 đấy, giá trị 2024 sẽ có đáp án D được chưa? Đáp án D cho câu 45. Chuyển 46. Tập nghiệm. Tập nghiệm. Thì kem có pi trên 6 nó nhỏ hơn 1. Nhỏ hơn 1 nên hàm nó nghịch biến nhé. Đấy, hàm lô này nó nghịch biến. Nghịch biến cho nên là loga cơ số 3 của x trừ 2 là nó phải lớn hơn 0 này. Ừ. Và nó phải bé hơn 1. Đó, bé hơn 1. Cái này sẽ tương đương với x trừ 2 sẽ lớn hơn 1 và phải bé hơn 3. Cái này bé hơn x bé hơn 5. Đó. 3 năm. Thế thì đây là A, đây là B. 2B trừ A. Thế thì là 10 trừ 3 đúng không? Đấy, 10 trừ 3 thì còn 7. Đáp án C. Đấy, có đó. Đáp án là 7. Được chưa? Bốn bảy. Đấy, hai số phức.
Thì giả sử là A là biểu diễn Z1 đi. Thế thì suy ra A cộng 1 bình cộng B cộng 3 bình bằng 4. B biểu diễn Z2 C cộng DI sẽ suy ra C cộng 2 bình cộng D trừ 3 bình sẽ bằng 16. C trừ 1, 9 này. Thì suy ra Z1 cộng 1 trừ trừ 9 3 6. Cái này nó là 3 3 trừ D. 3 trừ D thì đảo thành D trừ 3, được chưa? 3 trừ D. 3 trừ D đảo thành D trừ 3. Thế thì D là 6, 6, 3 này. D 6, 3. Thế thì suy ra P. P sẽ bằng AC cộng 3BD cộng 3BD trừ 6AB cộng 6AB. Đó. Nó giải thích thêm cái mô đun Z2 trừ 6 cộng 3i này nhé. Thì nó bằng căn bậc 2 của C trừ 6 tất cả bình cộng nó là 3 trừ D. 3 trừ D thì nó bằng D trừ 3 tất cả bình, được chưa? Đó. Thế thì trừ 1, 9 này. 9 này.
trừ 19 63 63 trừ 1 trừ 3 trừ 3 trừ 3 mà xuống 2 nữa thì thành trừ 5. Đây. Đó. À, trừ 1 trừ 3 này. Trừ 1 trừ 3 đây. Trừ 1 trừ 3. Trừ 1 trừ 3. Đấy, đường tròn này là bán kính bằng 2. À, đây là đường tròn Y đi. Đấy, tiếp theo là trừ 2 dương 3. Trừ 2 dương 3 là ở đây. 3 đây. Trừ 2 đây. Đó. Đường tròn này. Tròn này là bán kính bằng 4. 4 đây. Kiếm bằng 4. Đấy, A trên đường tròn nhỏ này. Đấy, B trên đường tròn lớn này. C trừ 1. Trừ 1, 9. Đây, 9 đây. C đây. Thế còn D là 6, 3. 4, 5, 6.
6 đây. Ba đây. Đây, C. Rồi, AC. AC. AC BD. À, đây là D. À, thế thì à, bây giờ xét trường hợp AC. Giờ thử xét các trường hợp AB min được chưa? Đấy, AB min và AC BD min nhé. Đây là IT này. T ở đây là -2, -2, 3. Y là -1, 3. Thế thì TI là 1, 0. À, đây là -3 nha. -3. Đây phải là -6. Thế thì suy ra IT này.
IT sẽ viết theo theo T và theo I ha, viết hai hai phương trình nhé. X sẽ bằng trừ 2 cộng T, Y sẽ bằng 3 trừ 6T, hoặc là X bằng trừ 1 cộng T, Y bằng trừ 3 trừ 6T. Đấy, viết hai trường hợp này để tìm giao với cả hai đường tròn này cho nó nhanh, được chưa? Đó, thế thì IT giao với cả Y này. Y đây. Thì Y đây. Thế cái này vào. Đây là Y này. Đây là T này. Thế cái này vào đây. Thì sẽ được là 37T bình đúng không? 37T bình bằng 37T bình bằng 4. Suy ra T bằng cộng trừ 2 phần căn 37. Thế thì suy ra A lấy A ở sát B đây. Được chưa? Đó. Để cho AB min. A ở đấy thì
T T sẽ lấy âm đúng không? Đấy, T sẽ lấy âm. À, sẽ là trừ một trừ hai phần căn 37. Tung độ sẽ là trừ 3 trừ 3 cộng 12 phần căn 37. Thế còn IT giao với cả T này. T đây. Thì lại thế phương trình này vào. Đấy. Thì vẫn được 37T. 37T bình bằng 3 bằng 16 cộng trừ 4 phần căn 37. Thì suy ra B. B ở đây. B ở đây thì lấy y âm đúng không? Và y âm. Y âm. Y âm thì lấy T dương. Thế thì sẽ là trừ 2 trừ 2 cộng 4 phần căn 37 và 3 trừ 10 24 64 24 24 phần căn 37. Đó. 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 Đây là trường hợp là AB min được chưa? Đấy, hai điểm AB nó sát nhau. Đấy. Nó ở trên đường nối tâm này. Đó. À, thế thì lúc này suy ra AB. Rồi AB này. Thế còn AC. Rồi tính T luôn nhá. Đấy, tính T luôn. T. P P. P bằng tính luôn này, P bằng AC này, AC thì căn. XC là trừ một hết. Thế thì là 2 phần căn 37. Hai chia căn 37. À đâu? Nó phải nằm trong căn đúng không nhỉ?
Đó, nó phải nằm, vẫn phải nằm trong căn. Thì nó sẽ là 4 chia 37. 4 chia 37. IC. IC trừ IA thì IC nó bằng 9. 9 trừ thành 12 bình. Mười hai nó sẽ là cộng với mở ngoặc 12 trừ 12 chia căn 37 đóng ngoặc bình. Đó, đấy là AC cộng cộng với 3 nhân với cả BD. BD lại cho vào trong căn. Đấy, BD XB trừ XD thì sẽ là XD là 6. Mở ngoặc 6 là thành 8. 8 trừ 4 chia căn 37. Đóng ngoặc bình phương. Cộng với IC trừ IB. À, ID trừ IB là 3 trừ 3 thì hết này. Thì sẽ được là 24 bình phần 37. 24 bình chia 37. Mình chia 37. Tiếp cộng với 6AB cộng 6 nhân AB. AB cái trường hợp min này thì nó bằng IT trừ R1 R2 đúng không? IT bằng căn 37. IT bằng căn 37 này. Ừ. Trừ đi 6. Nhân mở ngoặc căn 37. Trừ 6 đóng ngoặc bằng. Đấy, trường hợp này là P sẽ bằng 35, phẩy 5. P 35,5. Đó. Đó, đấy là trường hợp IT nhé. Đấy, thế bây giờ sẽ xét trường hợp B nó ở đây. Đấy, nãy là B ở đây. Được chưa? Đó. Đấy, thì bây giờ xét trường hợp B phẩy nó ở đây. A phẩy nó ở đây. Ừ. Nó gần C nhất đúng không? Ừ. B phẩy ở đây nó gần D nhất.
Thế thì A phẩy B phẩy trường A phẩy là trừ một trừ một trừ một trừ một trừ một B phẩy là hai hai ba hai ba trường hợp này A phẩy B phẩy A phẩy B phẩy thì nó bằng bốn bốn bình trừ ba bình à bốn bình cộng ba bình bằng 5 đúng không? Đấy. Bằng 5 này. Thế còn A phẩy C thì nó bằng 10 này. B phẩy D thì B phẩy D thì bằng 4 này. 4. Thế trường hợp này suy ra P phẩy sẽ bằng mười này, 10 cộng với 3 là 12 này, cộng 12 cộng 6 nhân 5 30. Ủa, trường hợp này lớn lắm. Đấy. Trường hợp này bằng 52. 52 lớn hơn P đúng không? Đó. Lớn hơn P. Ba năm phẩy năm. À, thế bây giờ kiểm tra đáp án. Cái này 2 năm, 2 năm nhỏ quá đúng không? 2 năm nhỏ quá. Cái này là bao nhiêu đây? Căn 298 nhân 2 34,5. Đó. Đấy, trường hợp này 34,5. Cái trường hợp này chia 3 cũng nhỏ đúng không? Trường hợp này thì nhỏ hơn trường hợp này nhiều quá. Đấy, thì lấy trường hợp này nhá. Đấy. Đấy, lấy B. Chuyển 48. Cái đường tròn này, đường tròn nhỏ này mà đấy, đối xứng sang bên này. Đáp án này là đẹp đấy, được chưa? À, đáp án này là đẹp. Nó chỉ nhỏ hơn đây một chút. Chuyển câu 48 này.
khái niệm phân biệt. Thế thì đầu tiên là delta nhé. Delta này, delta phẩy, delta phẩy sẽ bằng m cộng 1 bình trừ 9m cộng 5 m bình trừ 7m cộng 6 đây thì là có nghiệm là trừ 1, có nghiệm là 1 này và nghiệm là 6. Thế thì định lý VS này, VS Z1 cộng Z2 thì bằng 2M cộng 1, Z1 nhân Z2 thì bằng 9M trừ 5. Trường hợp M bé hơn 1 hoặc là M lớn hơn 6. Thế thì đây nó thành chi tuyệt đối. Cái này nó sẽ bằng bằng 2Z1 cộng 5 nhé. Các em chuyển 2Z1 cộng 5 sang bên kia. 2Z1 cộng 5 chi tuyệt đối sẽ bằng 2Z2 cộng 5 chi tuyệt đối. Cái này thì Z1 bằng Z2 thì không được, được chưa? Thế thì nó chỉ có thể là 2Z1 cộng 5 bằng trừ 2Z2 trừ 5. Đây là suy ra nhé. Tại vì Z1 khác Z2. Suy ra 2Z1 cộng Z2 bằng trừ 10. Suy ra Z1 cộng Z2. Z1 cộng Z2 bằng 2M cộng 1 bằng trừ 5. Cái này tương đương 2M sẽ bằng trừ 7. M bằng trừ 7 phần 2. M không thuộc Z đúng không? Đấy, trở về loại. M bằng trừ 7 phần 2 trở về loại.
Không thuộc Z loại. Trường hợp 2 là trường hợp 1 bé hơn m, bé hơn 6. Đấy, trường hợp này thì là hai nghiệm phức, được chưa? À, hai nghiệm phức. Ừ. Phức thế thì luôn đúng nhé. Tại vì mô đun nó luôn bằng nhau, được chưa? Đấy, mô đun luôn bằng nhau. Ừ. Đấy, cái sao này là luôn đúng. Đấy, sao luôn đúng. Đấy, luôn đúng. Thế thì suy ra hai bé bằng m bé hơn bằng 5. Đấy, bỏ đi một đúng không? Suy ra có bốn giá trị. Đấy, bốn giá trị. À, có đáp án A. Được chưa? À, có đáp án A. 48A. Chuyển 49. Bốn chín lăng trụ tam giác đều. Ừ, các em cứ vẽ hình nhé. A phẩy cách đều này, đây A phẩy cách đều ABC này. Ừ. Cách đều.
Đây là A phẩy. À, cũng được. À, thế thì nét liền. ABC. A phẩy BC. Rồi, A phẩy BC và đáy ABC. Thế thì lấy đây. Vuông này. Đấy, đây cũng vuông. Y. Đây là T. AI bằng IB. Suy ra C IA phẩy vuông với AB. CT bằng 2TI. Suy ra A phẩy T vuông ABC. Thế thì suy ra A phẩy BC với cả đáy ABC nó sẽ bằng góc A phẩy IC. Sáu mươi độ. Đầu tiên tính CI trước, được chưa? Đấy, CI không? Suy ra TI. Đấy, có TI rồi. Tính được A phẩy T nhé. Đấy, tính CI trước này. CI sẽ bằng AB căn 3 phần 2 sẽ bằng A căn 3.
IT bằng CI trên 3 cho nên là sẽ bằng A phần căn 3. Cho nên suy ra A phẩy T chính là đường cao của hình lăng trụ và sẽ bằng tang bằng đối trên kề. Sẽ bằng TI nhân tang 60 độ. Thế thì cái này nhân căn 3 thì sẽ bằng A. Thế lúc này sẽ tính được V, được chưa? Đấy, diện tích tam giác đều. AB bình nhân căn 3 phần 4 này. Nhân đường cao A phẩy T. Đấy, 4A bình triệt tiêu đi thì sẽ còn căn 3 A bình nhân A phẩy T là nhân A thành A mũ 3. Đây, thể tích đây. Đấy, căn 3 A lập đáp án B nhé. B chuyển 50 y bằng F xác định thế thì cái f phẩy phẩy x này bằng f phẩy phẩy 5 trừ x sẽ suy ra f phẩy x sẽ bằng f phẩy 5 trừ x cộng c. Thay x bằng 1 vào, được chưa? Suy ra F,1 sẽ bằng F,4 cộng C. Đây phải là trừ này. Tại vì đạo hàm trừ này nó mới thành cộng này, được chưa? Đấy, trừ phải trừ đây nữa thì nó mới thành cộng. Cho nên là đây phải là trừ. Cái này tương đương với 1 bằng trừ 7 cộng C. Cái này C sẽ bằng 8.
Đó, thế gì? Kem có y bằng tích phân từ 1 đến 4 này. Của x d f phẩy x. Ừ. Thế thì sẽ bằng x nhân f phẩy x này từ 1 đến 4 này trừ tích phân từ 1 đến 4 của f phẩy x đấy. Ừ. Cái này các em sẽ có là 4 nhân với cả f phẩy 4. 4 nhân 7 này trừ một nhân 1 trừ tích phân từ 1 đến 4 của f phẩy x dx. Đó. Ừ, tích phân từ 1 đến 4.
Từ đây các em sẽ có là từ 1 sẽ suy ra tích phân từ 1 đến 4 của f phẩy x đấy bằng trừ tích phân từ 1 đến 4 của f phẩy 5 trừ x đấy à, cộng 8. Đấy. Thế thì cái này bằng gì đi? Đặt t bằng 5 trừ x. Suy ra dt bằng trừ dx. Suy ra g sẽ bằng năm trừ x đổi cận này tích phân từ 4 1 t bằng 4 4 đến 1 của f phẩy t dt cộng 8x cận 1 đến 4 này. Cái này lại bằng tích phân từ 1 đến 4 của f phẩy x dx. Thế thì suy ra là hai lần tích phân từ 1 đến 4 của f phẩy x dx bằng 8 nhân 3 bằng 24. Thì suy ra g sẽ bằng 12. Đấy, g bằng 12. Thế vào đây. Y sẽ bằng 27. 27 trừ 12 sẽ bằng 15. Đấy, đáp số sẽ là 15 nhé. Đáp án A. Đó, các em đã làm xong
câu 50 của đề của liên trường bốn trường của Nghệ An đúng không? Quỳnh Lưu này, Hoàng Mai, Thái Hòa, Yên Thành. Đấy. Các em đã làm xong đề của bốn trường. Đấy, bài hôm nay các em tạm dừng ở đây. Bài sau các em làm tiếp nhé. Chào các em.